Không được đứng, không được dừng, đừng đứng lại. Đạp đôi chân không phân vân vẫn trên sân. Tôi đang chạy như tên bay, áo tôi ướt mồ hôi. Trời có tối hay là bão, tôi vẫn chạy vậy thôi. Đơn giản, bởi vì tao không có đường nào để lùi. Quá khứ với vấn đề không có thời gian để chui. Buồn tối là từng hơi mà tao hít vào bên trong mũi. Và tương lai động lực duy nhất các tao không được buông xuôi. Ngày hôm nay, ngày hôm qua, từ khi nào tao đã chạy từ lúc tao biết không còn ai lo cho tôi nữa. Chạy vì miếng ăn, chạy vì nhà cửa, chạy vì một nơi mà bị gia đình cha mẹ tương lai đó là một quãng đường dài. Sẽ là người giải thích cho tôi trong những quãng đường sắp tới. Áo vẫn còn ướt đẫm và mồ hôi tôi vẫn còn rơi. Tôi không biết đến khi nào tao tới nơi. Vì thời gian vẫn không ngừng trôi và mưa vẫn chưa ngừng rơi. Chạy lừa ruột cho cuộc đời đến khi tao thấy mặt trời. Mày không thể ngăn được tao. Đường đô này tao là ba. I ain't gonna stop cho đến khi tao nhất cuộc chơi. Nếu qua tao tự hỏi sẽ ra sao nếu tao là ruột và thời gian là thỏi trắng luôn là bá chủ đường đô. Câu trả lời cuối cùng là tao thành lập tức về với chúng, còn hơn là sống như cây hèn nhát chưa ra trận đã chưa thua. Bất kể số phận đang dưới bụng là hèn mốc và xì gông, trước sau hai bên là mây đen hay cuồng phong, tao vẫn sẽ chạy hết mình vì gia đình và cuộc sống. Bởi tao không muốn sự tồn tại bản thân trên đời này bằng không. Bằng mọi giá tao sẽ không để niềm tin lụi tàn, dù trái tim chạy sàn nhưng nghị lực luôn vững vàng, luôn sẵn sàng vượt qua giới hạn để đạt những điều không hề tan giãn. Vì chẳng có lý do gì tao nghĩ mình phải dừng lại khi đầu vẫn chưa kinh đèn bạn sự khởi đầu nén, chán nén bắt đầu nén. Tao chấp nhận điều đó nhưng là vế trước của câu. Bao nhiêu người làm theo vế sau